Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188. Hôm nay em mọi khi thì em mọi phiên em có hai số điện thoại, nhưng mà hôm nay em chỉ có duy nhất một số điện thoại để liên lạc đặt hàng thôi. Đó là số điện thoại 0849 490 188. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có những cái mặt hàng lan rừng mới đẹp với cập bến. Đặc biệt là những cái hàng cây giống này, những phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Và hôm nay thì bên nhà em cũng có rất là nhiều cái mặt hàng kg đẹp đáng sưu tầm ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái giò lan thuần, những cái mặt hàng kg mà hôm nay bên em đang có ạ. Và trước tiên thì em giới thiệu mặt hàng kg trước cô chú anh chị nhé. Mặt hàng kg thì hôm nay nhà em sẽ có những cái mặt hàng như sau. Thứ nhất là hoàng thảo hoàng lạp, vô cùng là xanh đẹp luôn. Hoàng thảo hoàng lạp số lượng về khá là nhiều và rất là xanh đẹp. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là kiều tím miền Trung, vô cùng đẹp như thế này. Đó. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng cô chú anh chị nhé. Dòng lan này thì em bán với giá là 260.000 cho 1 kg. Và đây là kiều vuông cánh trắng ạ. Kiều vuông cánh trắng hàng cũng quá là đẹp như thế này. Kiều vuông cánh trắng thì cô chú anh chị có thể mang về để kích hoa, nó đỡ đúng vào dịp Tết luôn. Toàn hàng toàn là thân lá như thế này. Nói chung là hàng phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Giá 230.000 cho 1 kg kiều vuông cánh trắng nhé. Và lô hàng bên này là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì cái hàng dề rất là vừa tầm ghép, cây thân mập khỏe và hàng rất là tươi, rất là đẹp như vậy. Bán với giá 150.000 1 kg, bao rẻ bao đẹp cho cô chú anh chị nhé. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là hạc vĩ cô chú anh chị nhé. Hạc vĩ ạ, đây ạ. Cô chú anh chị xem hàng rất là xanh tươi, mặc dù lá mỏng nhưng mà phải nói là cái lô hàng này dân người ta giữ được rất là tốt nên là không có bị gãy dập nhiều và lá thì cũng còn khá là nguyên vẹn. Hạc vĩ này em bán với giá là 160.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Thực sự cái giá này thì quá là rẻ để cô chú anh chị sưu tầm rồi này. Bên này là lô giáng hương đuôi chồn. Giáng hương đuôi chồn em bán với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 200.000 cho 1 kg và lô đuôi chồn này cây rất là đều cây luôn ạ. Cây rất là đều cây cô chú anh chị xem này. Đó. Và đều là những cây đã trưởng thành và có thể cho hoa luôn rồi cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Ví dụ như cái bó này em cầm lên nguyên hẳn cả một bó như này thì đa số toàn là những cây to thôi. Đây bên dưới này cũng vậy. Là những cây lá xếp rất là xinh luôn. Có 200.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này là hoàng thảo vẩy rồng. Hoàng thảo vẩy rồng thì khi mà ra hoa thì sẽ cho những cái chùm hoa màu vàng rất là đẹp luôn này. Hoàng thảo vẩy rồng em bán với giá là 150.000 cho 1 kg nhé. Tiếp theo sang bên này, đó là dòng đai châu. Đai châu khai thác ở rừng cô chú anh chị nhé. Đai châu khai thác, một cái dòng lan mà cây rất là khỏe cây luôn cô chú anh chị ạ. Hàng lá xếp rất là đẹp và cũng hàng này thì cũng không bỏ lá chân nhiều. Và 1 kg rơi vào khoảng tầm 4 đến 8 cây cô chú anh chị nhé. Những cây đã trưởng thành và cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ đến Tết là sẽ được ngắm hoa luôn này. Cô chú anh chị xem là những cây hàng xếp, lá xếp rất là xinh. Dạ, từ trên xuống dưới đều rất là đẹp như vậy. Và hàng rừng thì nói chung là nó cũng không tránh khỏi lỗi. Mà cô chú anh chị xem hàng này thì thực sự là quá là ít lỗi như thế này cô chú anh chị nhé. Em bán 550.000 cho 1 kg ạ. Rồi bên này là dòng lan đai châu Thái cô chú anh chị nhé. Đai châu Thái, đai châu rừng em có, đai châu em có hai loại, đó là đai châu rừng và đai châu Thái. Đai châu Thái lô về đẹp miên man như thế này. Những cái cây đai châu Thái thì hoa nó sẽ có rất là nhiều sắc màu khác nhau và hoa vừa đẹp vừa thơm cô chú anh chị ạ. Rất là bền hoa luôn. Dòng đai châu Thái này thì em bán với giá là 600.000 cho 1 kg. Và 1 kg rơi vào từ 2 cây cho đến 5 cây cô chú anh chị nhé. 2 cây đến 5 cây và hàng lá xếp rất là đẹp như thế này. Và cây thì cũng rất là nhiều cặp lá luôn đây cô chú anh chị nhìn này. Nói chung là phải từ 3 cặp lá trở lên. Đa số là từ 3 cặp lá trở lên hết cô chú anh chị nhé. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Cây xếp tăm tắp như thế này. Có những cây bản lá rất là to. Đấy, rất là xanh. Nói chung là hàng đai châu thì cô chú anh chị nhìn như vậy thì nó rất là đẹp rồi nhá. Còn bên này đai châu thì em còn có thêm hàng giống ạ. Nếu như cô chú anh chị muốn chăm những cái cây con nó từ tấm bé bé thì cô chú anh chị có thể lấy hàng giống thì giá rất là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Một cốc như vậy chỉ có giá là 35.000 thôi mà cho một đôi cây đai châu Thái hàng giống nhá. Hàng này mặt hoa sổ số ạ và hàng bên kia cũng thế mặt hoa sổ số cô chú anh chị nhá. Đấy.
Mọi khi thì em bán một cốc một cây thôi thì đã 30.000 rồi. Mà lâu này thì em nhập được hàng đôi, giá nó cao hơn một xíu. Nên là cô chú anh chị chỉ lấy tầm có 35.000, cô chú anh chị đã có một đôi rất là xinh rồi. 35.000 cho một cái đôi trâu như thế này, giá vô cùng là rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là dòng lan Sisazam. Sisazam này thì cô chú anh chị nhìn thấy rồi, hàng này vừa đẹp cây mà đặc biệt là hoa cũng rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, nó cây nhìn rất là đẹp, ngắm cây không đã thích rồi, nhưng mà ngắm hoa thì lại càng tuyệt vời luôn. Hơn cái dòng lan này thì hoa rất là đẹp, bền lâu tàn cô chú anh chị nhá. Và cây cũng rất là đẹp như thế này. Một chậu Sisazam này em bán với giá là 140.000 cho một chậu thôi. Rất là nhiều cặp lá rất đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Trồng vào chậu thôi mà mình trưng mình ngắm lá thôi đã rất là thích rồi, 140.000 thôi. Và bên này là dòng cát lại A, một cái dòng lan cát mà được rất là nhiều người, những người chơi lan gần như là không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình. Dòng cát lại A này thì em bán với giá là 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Đó là những cây mà chưa có nụ, những cây chưa có nụ thì em bán 140.000, bông hoa to đùng luôn. Hoa thì phải nói là thơm tuyệt vời luôn. 140.000 cho một chậu cát lai A mà hàng chưa nụ. Đây là hàng cát một lá và lá dày cô chú anh chị nhá. Bao giá rẻ, rất là rẻ. Phải nói là em không dám nói rẻ nhất thị trường, nhưng mà em nghĩ rằng là cái giá đấy thì nó vô cùng là hợp lý cô chú anh chị mua sưu tầm rồi. Còn nếu như cô chú anh chị lấy hàng nụ thì có giá là 220.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đó. Dòng lan rất là dễ thuần, dễ trồng và hoa thì cực kỳ là đẹp. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là những cái bảng đai châu Thái. Hôm nay em về những cái bảng đai châu Thái rất là nhiều. Nếu như cô chú anh chị muốn lấy hàng chung chung như thế này thì em có những cái hàng chung chung cô chú anh chị nhé. Riêng dòng đai châu Thái em có 3 loại cơ. Hàng bảng đai châu cây chung chung như thế này thì một bảng thì em sẽ bán với giá là 180.000 và bảng bao gồm có 2 cây cô chú anh chị nhé. Và kích thước lá thì em có thể gang tay. Kích thước lá hiện tại dài nhất thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 18 đến 20 cm cô chú anh chị nhé. Đó là những cây lớn rồi cô chú anh chị ạ, có thể cho hoa rồi. Một bảng có 180.000 thôi. Và cô chú anh chị được hai cây đai châu rất là đẹp. Còn dưới này đó là dòng trầm tím rừng cô chú anh chị nhá. Trầm tím rừng, một cốc như vậy từ năm đầu ngọn trở lên em bán với giá là 200.000 cho một cốc như vậy nhá. Và bên này là một cái dòng lan đó chính là trầm sáu mắt này. Trầm sáu mắt là cái dòng lan mà nó là trầm rừng cô chú anh chị nhá. Dòng trầm rừng đột biến ở rừng và được các nhà vườn nhân giống. Hoa thì vô cùng là đẹp luôn rồi. Dòng này thì em bán một cốc với giá là 280.000. Cái giá này thì em nghĩ là có nhiều nơi thì người ta bán đến tận 280.000 cho một trên 300.000 cho một 300-400 cho một cốc cơ. Đấy, hàng này thì cô chú anh chị xem một cái thân của nó thì hiện tại nó cũng dài từ trên 20 cm rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, và một cốc có thể là có một thân thì nó sẽ rất là dài và đẹp, và nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn một xíu cô chú anh chị nhé. Thì hàng rất là xanh tươi đẹp như thế này để sẽ chơi được hoa xuân luôn ạ. Và ở đây thì em còn có những cái chậu hạc vĩ thiên cung lự bố của chú anh chị xem này. Đó, những cái chậu này sẽ được chơi hoa xuân luôn. Và hạc vĩ thiên cung lự bố thì cô chú anh chị biết rồi, cái màu sắc hoa thì rất là đẹp luôn, rất là tươi là đẹp luôn nhá. Thiên cung lự bố em bán với giá là 320.000 cho một 320.000 cho một chậu nhá. 320.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị sưu tầm được một giỏ lan rất là quý này. Cô chú anh chị nếu như là người chơi lan thì sẽ rất là biết cái giá trị của hạc vĩ thiên cung lự bố này nhá. Hoa thì cực kỳ là đẹp. 320.000 cho một chậu và nó từ 4 thân trở lên và sẽ được ngắm hoa xuân cô chú anh chị nhá. Đó. Và nếu như cô chú anh chị không muốn lấy cái hàng cây lớn kia và muốn chăm cây từ bé thì cô chú anh chị có thể lấy hàng hạc vĩ thiên cung và nó từ cây hàng giống nhỏ như thế này. Một cốc như vậy em bán với giá 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang năm cô chú anh chị cũng sẽ được sang năm nữa cô chú anh chị cũng sẽ được những giò lan rất là đẹp luôn. 150.000 cho một cốc và một cốc từ 4 thân trở lên. Ngoài ra thì hôm nay nhà em về cái lượng trầm rồng đỏ lớn này, rồi là cái hoàng hậu xanh cô chú anh chị nhé. Hoàng hậu xanh, cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi, những cái dòng này là những cái dòng lan mà rất là đẹp và cực kỳ là đáng sưu tầm cho sân vườn nhé. Và dòng dendro xuân, với cái dòng lan trầm rồng đỏ thì hôm nay thì bên em có về những cái chậu trầm rồng đỏ. Cái kích thước của chậu thân, mỗi một thân là rơi từ 25 cm trở lên cô chú anh chị nhé. Đây ví dụ như cái thân này. Đây chậu này chậu một thân thôi và nó khoảng tầm 30 cm, trên 30 cm cô chú anh chị nhá. Hàng thì rất là đẹp như vậy này.
Hiện tại nó vẫn còn đang độ phát triển và cô chưa có thắt ngọn đâu, nên cô chú anh chị cứ thoải mái mà chăm cây để nó phát triển dài hơn nữa nhé. Cây hiện tại chưa thắt ngọn mà đã phình thân đến to đến bằng cả ngón tay rồi này. Một chậu trầm rồng đỏ hai thân như vậy với giá 360.000. Còn nếu như là chậu có một thân thôi, cô chú anh chị muốn lấy cây một cây để sưu tầm thôi, thì một chậu như vậy em bán với giá là 200.000 cô chú anh chị nhé. Nếu như chậu một thân là 200.000, chậu hai thân sẽ là có giá là 380.000, tức là em bán 190.000 cho một thân cô chú anh chị nhé. 190.000 cho một thân, và một chậu trầm rồng đỏ thì có thể là có một thân, có hai thân hoặc có ba thân. Và mỗi một thân thì em đảm bảo cho cô chú anh chị là nó phải rơi từ 25 cm trở lên hết. Và trong một chậu thì nó sẽ có cây ngắn cây dài. Còn bên này là dòng trầm trắng cô chú anh chị nhé, cũng là một cái dòng lan rất là giá trị luôn. Và em thấy là nhiều nơi người ta bán mỗi một thân là trên 200.000 cơ. Nhưng mà dòng này thì ở đây em sẽ bán theo chậu. Mỗi một chậu như vậy có từ 3 thân, em bán với giá là 250.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Và bên này là hoàng hậu xanh. Hoàng hậu xanh hàng rất là đẹp luôn, ngắm lá cũng rất là thích rồi. Em thấy nhiều nơi người ta bán đến 200, nhưng mà hàng của nhà em thì em chỉ bán 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đẹp, rất là đẹp, bao đẹp cho cô chú anh chị như này. Ngắm lá không đã rất là thích rồi. Còn bên này dòng đen đô xuân. Đen đô xuân hàng hôm nay vừa cập bến xong, chọn những cái chậu rất là tươi, rất là đẹp như thế này để giao lưu cùng cô chú anh chị nhá. Mỗi chậu đen đô xuân rất là đẹp như vậy này thì em bán với giá là 200.000 cho một chậu. Những cái chậu như thế này thì chắc chắn là đến Tết không rơi dưới 300 đâu. Dòng lan này sẽ nở đúng vào dịp Tết luôn cô chú anh chị nhá. Và lượng hàng của nhà em thì hôm nay về rất là nhiều luôn, rất là nhiều ở bên ngoài kia, nên là em cũng mua được giá rất là rẻ, cũng giao lưu với cô chú anh chị thì giá rất là phải chăng cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá ở nhiều nơi ạ. Và ở đây em còn có một số hình phi điệp tím của vùng Cao Bằng muốn giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn đây ạ. Rồi ở đây em còn có một số hình phi điệp tím của vùng Cao Bằng nhá cô chú anh chị nhá. Hàng Cao Bằng thì được liệt vào phi điệp tím của vùng Cao Bằng, hàng bóc rừng cô chú anh chị nhá, hàng cực kỳ là hiếm luôn cô chú anh chị ạ. Tại vì lan hiện tại thì bị khai thác rất là nhiều nên là giá thành đẩy cực kỳ là cao và hàng rừng thì rất là hiếm luôn. Cái phi điệp tím vùng Cao Bằng thì được coi là một trong những cái mặt hoa đẹp trong các cái loại phi điệp tím bởi vì của các vùng miền, bởi vì cái dòng hoa bên em thì thứ nhất là cánh sáp bóng rất là đẹp này, thứ hai là cánh bầu và nó rất là bay luôn cô chú anh chị ạ, chứ không phải là nó cục cục như là một số vùng miền. Và ngoài ra thì cái tỷ lệ đột biến rất là cao cô chú anh chị nhé. Cái hình số ở đây em có hình số 5. Hình số 5 này em bán với giá là 280.000 thôi cô chú anh chị, được một dề lan rất là xinh, dề lan phi điệp rất là xinh rồi. Đấy. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 này em bán với giá 300.000 cô chú anh chị nhé. Một dề thân khá là xanh như thế này. Đấy, hình này em bán là 300.000. Hình tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 với giá là 300.000. Đây, 300.000. Hình tiếp theo hình số 8. Số 8 một cái dề thân rất là nù. Giao lưu với cô chú anh chị chỉ có giá là 201 thôi nhá. Một tiếng nù ạ. Tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 này em bán với giá là 400.000 cho một cái dề bản lá mít cô chú anh chị nhá, bản lá mít. Tuy nhiên thì cái chỗ này đây ạ, cô chú anh chị nhìn này, những cái lá gốc của nó tròn đồng xu như thế này. Hàng hình này em bán với giá là 400.000 ạ, hình số 9 400.000. Tiếp theo hình số 10. Hình số 10 này em bán với giá là 300.000 nhá, 300.000 cho hình này. Một cái dề nó rơi tầm 30 cm rồi. Tiếp theo là hình số 11. Hình số 11 này em bán 600.000 ạ. Này 600.000 là cũng là một cái dề đây. Có hai kia ở trên nữa, bản lá rất là to luôn cô chú anh chị xem này, bản lá rất là to nhá. Tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 này đây, hình số 12 này em bán với giá là 390.000 cô chú anh chị nhá, 390.000 cho hình số 12. Ở đây hiện tại cái mầm của nó dài tầm 35 cm nhá. Hình tiếp theo hình 13. Hình 13 thì theo em cũng là một cái hình mà có lá rất là tròn, kiểu lá mít nhá. Hình 13 này em bán với giá là 500.000 ạ, 500.000. Hình 14 này, hình 14 này giá là 700.000 nhá. À hình 14 này. Thôi hình 14 này em cho vào vườn. Lá hơi dập. Hình số 20. Hình số 20 đây cô chú anh chị ạ. Hình số 20 này em bán với giá là 600.000 ạ. 600.000 cho hình số 20 này. Thân già vàng óng và có thân già xanh. Mầm tơ cũng đẹp như thế này.
600.000. Tiếp theo hình số 22 em bán với giá là 300.000 nhá. Hình 23, hình 23 em bán 560.000 ạ. Đây 560.000 cho một cái dề. Này, 560.000. Hình tiếp theo hình số 33. Hình số 33 đây cô chú anh chị xem này. Cũng là một cái giò chất lá rất là dày dặn. Hình này thân rất là xanh cô chú anh chị xem ạ. Hình này em bán với giá là 600.000. 600.000 cho hình số 33. Tiếp theo hình 34. Cũng là một giò lá mít cô chú anh chị nhá, xem ạ. Cái lá tròn này, tuy nhiên thì nó bị dập mất mấy cái lá ngọn này, nhưng mà ngọn vẫn còn nguyên cô chú anh chị nhá. Mà mình lấy hàng giống mà, quan trọng một cái lá đâu cô chú anh chị. Cái lá thì nói chung là kiểu cái lá dập hay là không dập không quan trọng, quan trọng là cái thân của nó vẫn còn khỏe này. Và mình để đợi sang năm nó đẹp thôi. Cái hình này thì bản lá tròn đẹp, lá mít cô chú anh chị nhá. Em bán với giá 600.000 ạ. Tiếp theo cũng là một cái hình lá mít đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn này. Đó. Lá tròn lá mít nhé, cho cô chú anh chị những người muốn chơi sưu tầm dòng lá mít rất là hiếm này. Em bán với giá 600.000. Nói chung là dòng lá mít thì cô chú anh chị biết rồi. Nhiều nơi em thấy người ta bán mỗi một cây lá mít lên đến 2 triệu, triệu rưỡi. Nói chung là giá nó rất là cao luôn cô chú anh chị ạ. Cây này thì em bán với giá 600.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hàng lá mít ạ. 35-600.000. 36 cũng là một cây lá mít này. Đó. 36 này với giá 460.000 cô chú anh chị nhé. 460.000 ạ. Và 37 với giá là 260.000 này. 260.000. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng bên em đang có. Và ở đây thì em quên mất là em vẫn còn có hai giò dáng hương đuôi cáo thuần cô chú anh chị nhé. Nguyên bản ạ. Em bán cái giò này là hình số 62 với giá là 400.000. Có 4 cái đầu ngọn và cái chất lá to cô chú anh chị nhé. Khoảng tầm chất lá khoảng 6 cm rưỡi, 5 cm rưỡi, 6 cm. Cái cây to như thế này thì lá to như thế này thì không có nhiều đâu cô chú anh chị nhé. Quan trọng là nó là hàng ít mà rất là khó sưu tầm với những cây lá to nhé. Giò này em bán 400.000. Tiếp theo sang hình bên này là hình số 63, em bán với giá là 260.000 thôi. Một giò dáng hương đuôi cáo mà có 3 ngọn nhé. Ở đây thì em còn có mấy hình quế này. Hình quế 64. 64 có 3 đầu ngọn với như vậy với giá là 260.000. Quế lan hương cô chú anh chị biết rồi, rất là hiếm luôn. Rất là hiếm luôn cô chú anh chị ạ. Ngày một khan hiếm dần, hàng này hàng lá xếp cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên không phải là xếp rụt mà nó là xếp chung. Hình 64 260.000, hình 65 cũng 260.000 cô chú anh chị nhá. 65 cũng 260.000 ạ. Có rất là nhiều ngọn luôn. Hình 70. Hình 70 này là một cái dề này, một cái dề này em bán với giá là 350.000. 350.000 cho hình 70 này. Và hình này em gọi là hình 72 cô chú anh chị nhá. Hình 72 là một ngọn quế lan hương xếp lá xếp rụt này, rất là dài luôn. Một mẹ và có hai con, hiện tại đang ba vòi hoa luôn cô chú anh chị ạ. Ba vòi hoa luôn. Nói chung là cái cây này thì nó bị tóc lá nên bây giờ cô chú anh chị không nhìn thấy cái vẻ đẹp của nó. Mà ngọn này cô chú anh chị mà ghép căng lá lên thì sẽ rất là đẹp luôn. Và thêm một cái ngọn này nữa cô chú anh chị nhá, được một giò rất là đẹp, đẹp luôn đấy ạ. Và cái hình này em bán với giá là 380.000, 380.000 cho hình này. Nói chung là nó đẹp. Tuy nhiên thì bây giờ nó táp lá, tóp lá nên là không có được cái vẻ, thấy được cái vẻ đẹp của nó thôi. Đấy. Chị em vừa giới thiệu đến những cái mặt hàng cô chú anh chị, những cái mặt hàng bên em hiện tại đang có nhé. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ.